chạy hồi 4 giờ là mình ơn. Chồng mày cô là chim đây, cô con gái xinh đẹp đấy mà. Đây bắt các lớn coi nè, bắt lớn coi nè, đây nè bé ba nè, hai ba đi, hai ba đi nè, đây em gái của anh này, con chào bố. Đây con ai không biết. Chào bác. Nhây vừa nha Thảo. Con ai vậy ta? Cháu mới lớn. Chị
Đoán coi được con ó nha. Trời ơi, quá chơi gà luôn. Đi dài ha. Ngon mà thả vườn đó, nguyên một rồi quá trời. Cảm ơn anh nha. Ăn bố tao. Ôi quá trời gà luôn. Nó thật chứ. Đó, con nai này là đẹp chưa? Dạ. Ừ. Chào em. Anh chào anh. Đây, vô ra xanh. Vô hiệu phó. Đó là điểu, đó là điểu hồi đây nè. Đó, đó là điểu bên đây nè. Gà bao nhiêu ký kìa? Để em hỏi. Gà bao nhiêu tiền một ký? Ra món là 450 một con. Bốn trăm rưỡi. Lo lâu. Bốn trăm rưỡi gà ra hai món. Rồi trước mình đi mình ngồi cái trò này mình ăn nè. Không cái trò mình ngủ luôn á chị. Không cái trò là chơi mình chơi. Ui con nai nè đi mời. Bên đây ít được ngoại giao đây nè. Nhung nó đi hoài là nó không kỳ lạ. Ngoại giao. Mua hoa. Trời ơi hoa nè. Ê đợi mình chụp hình ở đâu hả nhờ? Ở dưới kia chị ơi. Dưới cái nhà đúng không? Cái nhà cổ đúng không? Chúc chị chở mình đó cho mình chụp hình luôn. Đó nhà vòng hoa của mình. Bây giờ mình đi một vòng trước. Tại vì khu nhà gỗ là mình có ai rồi mà đúng không? Đúng rồi đi bữa. Sân gôn ha. Đây có lòng sân gôn thì mà nó chỉ có 4 lỗ thôi. Thank you.
Đây là nhà Yến. Trời ơi quá trời luôn. Ngồi thiền. Follow một bài u cha ơi. Chân chưa đâu nó chắc ở đây quá. Trời ơi còn gì tuyệt vời hơn. Trời ơi học xóm mà nó đang ngồi thờ đó. Học sinh nhá hả? Nhìn chim nhìn cò nó cứ nhìn đi con. Chụp hình đây nè. Chụp hình ở đây là. Ôi ngồi ngay cái này nè. Ngồi cái này chụp được nè. Có thấy sao mà cứ không có chụp đâu live stream.